thầy pháp đào âm binh đó, đám tay sai của Văn Công Minh đó, ý là nói đây bên cái người lãnh đạo bên đỉnh Long An đó các bạn. Đó thì tôi nói các bạn á, hôm nay tôi đích thân tôi lên tôi nói như vậy đó, ông này ông sửa là tùy của ông. Tôi thấy cái khung của ông là từ 5 đến 12 nè, 12. Tôi thấy cái khung phạt của ông là mờ mờ đó các bạn. Là từ 5 năm đến 12 năm rồi đó. Tôi thấy mờ mờ đó, người ta không phải là ta im lặng, người ta sợ ông đâu. Tôi là YouTuber tôi còn biết cái tình trạng ông như thế nào. Không lẽ các anh ông coi an ninh mạng ta không biết sao? Ok. Hôm nay chúng ta chuyển qua cái chủ đề thứ hai của cái bản tin ngày hôm nay, đó là sự việc kết thúc 16 tháng tạm giam chị Hằng mà bây giờ vẫn chưa có thông tin gì cả. Chúng ta cũng chả dự đoán nữa, dự đoán nhiều quá mệt rồi các bạn. Chúng ta dự đoán chặt lất chặt lơ hết. Chúng ta đoán là cái vụ án chị Hằng đã diễn ra đẹp nhất là ngày 19 tháng 7 năm 2023 và kết thúc vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, tức là giống như cái phiên tòa hôm trước là diễn ra vào 1 tháng 6 và kết thúc 5 ngày vào ngày 5 tháng 6. Nhưng chúng ta dự đoán chặt lất chặt lơ hết. Và giống như tiêu đề ngày hôm nay á, là cái cỡ drama này có thể là kết thúc luôn rồi. Người ta không muốn cho những cái thông tin về cái việc điều tra của chị Hằng được tuồn ra ngoài. Cũng giống như thông tin về luật sư nhà báo Hằng Ni cũng đã bị bắt tạm giam khá lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có kết quả. Người ta không muốn cho báo chí làm cái vấn đề này nữa. Do đó là chúng ta cũng không có cái bình luận gì cả. Nhưng theo tôi suy nghĩ á, thì đầu tháng 8, tại vì đã tôi nói các bạn á, là khi mà cơ quan chức năng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lại thì bên tòa án chỉ được trả 1 tháng thôi, mà bây giờ nó đã qua 1 tháng 15 ngày rồi. Còn bên phía viện kiểm sát thì được quyền trả 2 tháng, nhưng mà bây giờ cũng hút 2 tháng mấy ngày rồi các bạn. Hút 2 tháng mấy ngày. Nếu như viện kiểm sát nhận hồ sơ từ ngày bao nhiêu các bạn? Ngày 1 tháng 6 thì 2 tháng là 1 tháng 8. Do đó là chúng ta chờ đợi một trong hai tình huống nó sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi vì chúng ta chịu khó chờ tới ngày 1 tháng 8. Tại vì cái ngày 1 tháng 6 là yêu cầu điều tra bổ sung thế nào đó các bạn. Đó, hay là ngày 5 tháng 6 thế nào đó tôi quên rồi các bạn. Đó thì chúng ta chờ đợi nữa chứ làm sao bây giờ? Chứ biết cái cách nào. Còn chúng ta nói thêm nói bớt trong khi ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng thì chúng ta sẽ bị ông giáo mời. Các bạn thấy là có những cái người mà bảo vệ chị Hằng bất chấp, bây giờ im thinh thích, tắt cái kênh YouTube rồi đòi trốn luôn cái thông tin đó. Là các bạn biết là tại sao không? Một trong những YouTuber bảo vệ chị Hằng đã bị mời lên cách đây 4 ngày. Thông tin này là thông tin từ một anh đáp phóng viên báo Thanh Niên. Anh ấy bảo rằng là bắp râu gì đó, YouTuber râu bắp đã bị ông giáo mời. Các bạn biết YouTuber râu bắp là ai không các bạn? Đó, thì tôi thấy trên cái kênh của anh YouTuber phóng viên này có nói 4 ngày trước. Hôm nay tôi vào tôi xem để tìm hiểu tin tức cho các bạn biết là một YouTuber râu bắp đã bị ông giáo mời. Từ cái chỗ đó mà liên tưởng đến cái sự việc mà chị Đinh Lan, tại sao 4 ngày hôm nay có vụ trùng hợp như vậy, chị không cũng không có lên tiếng. Ok, đúng. Đó là YouTuber Long Ngô. Nhờ anh Long Ngô xác nhận vấn đề là giùm mình. Anh này đã nghỉ làm YouTube cách đây tôi thấy là 6-7 tháng rồi các bạn. Nhưng mà vẫn bị mời. Cái thông tin này chưa chính thống nha, thông tin nói nghe chơi thôi. Tại vì chừng nào báo lên, chúng ta hãy tin. Có nhiều khi người ta câu view dự tích, chúng ta nói. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng anh phóng viên này không có vấn đề để mà nói dối cộng đồng mạng. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực. Chúng ta cứ chờ đợi, chừng nào nó xác thực thì chúng ta hãy biết chúng ta nói như vậy. Và tôi thấy cái sự trùng hợp ngẫu nhiên vừa cái nếu mà nói như vậy á thì tôi lại quy tưởng đến chị Đinh Lan nhà ta. Cũng 4 ngày rồi, hôm nay là ngày thứ 5 không có lên trên mạng. Một điều hiếm có từ trước đến nay các bạn, hiếm có. Để coi, từ nãy giờ cũng sáng giờ cũng không có qua cái kênh của chị này. Mặc dù bảo rằng không làm YouTube nhưng mà lúc mà tham gia drama này tôi biết anh chị này bây giờ là chị này tăng được 1.000 khán giả. Đây, 5 ngày rồi. Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Như vậy là có phải là có liên quan gì tới chị này hay là không? Chị này có bị mời lên thì hôm trước tôi nghe nói là hai YouTuber bị mời đó các bạn. Đó, thì tin không tin thì tùy các bạn nhé. Từ từ sẽ đến những cái đám chống chị Hằng. Thấy không?
thương chị Hằng, giúp chị Hằng mà nói chuyện tầm bậy, vẫn bị. À, bây giờ chống chị Hằng, nói xấu chị Hằng, vẫn bị. Do đó tôi nói các bạn rồi, với vai trò tôi là người trung lập, à, tôi cũng không binh ai bỏ ai. Tuy nhiên tôi vẫn có những suy nghĩ nghiêng về phía chị Hằng hơn một tí. Vì chị Hằng có làm từ thiện cho tỉnh Kiên Giang rất nhiều lần. Đó là xây trường ở U Minh Thượng vào năm 2003 với số tiền tài trợ lên đến 2,5 tỷ đồng. Bây giờ là nó tương đương 30 tỷ đó. Nó thẳng luôn, bây giờ nó tương đương 30 tỷ đó các bạn. Đó, và cái sự việc mà cho những cái bình oxy và thiết bị y tế vào mùa dịch Covid năm rồi tháng 11 năm 2021, tôi rất là mang ơn. Do đó, từ cái chỗ mang ơn đó mà tôi có những ý nghĩ rất tốt và rất đẹp với chị Hằng. Đó là điều đương nhiên. Còn các bạn cảm thấy tôi nói chuyện binh vực chị Hằng, hoặc là các bạn bảo rằng là tôi bở đích chị Hằng thế nào đó, thì tùy các bạn suy nghĩ. Không hoặc tại tôi bở đích chị Hằng được là một niềm danh dự đó các bạn. Dễ gì? Các bạn nhớ cái ông YouTuber rau bắp, ổng là lên livestream của chị Hằng luôn mà ổng còn cứu bản thân ổng không được. Tôi xua nịnh chị Hằng tôi được cái gì? Các bạn tôi ăn suy nghĩ coi. Đó, như một tôi nghe thông tin cả tuần hôm nay rồi, có hai YouTuber bị mời có cái việc mời này. Tôi xin nói một tí xíu nè, các bạn tin không tin tùy các bạn, tôi cũng không có dẫn dắt cộng đồng mạng, tôi tin tùy, tại vì tôi cũng ngồi ở đây bằng cái phép suy nghĩ tự nhiên của tôi. Tôi nói các bạn nghe là cái sự việc này chắc có thể liên quan đến người trong cuộc với người trong kẹt. Tôi nói các bạn nghe, tại vì sao? Việt Hà, chị Việt Hà đó, bạn thân của chị Hằng, đã kiện một lúc hai YouTuber. Thứ nhất là chị Duyên Mai, thứ hai là Long Ngô. Thì không biết ngày hôm nay cái lá đơn kiện đó nó có đã thành hiện thực hay là không. Các bạn lên trên mạng các bạn tìm hiểu coi. Cái anh Long Ngô này đã từng bị chị Việt Hà kiện, mà Việt Hà kiện luôn cả chị Hằng. Đó, thì tôi nói các bạn á, có thể là câu chuyện của chị Hằng đã dừng bước lại để nhường cho một cái câu chuyện khác. Về những cái yếu tố mà đồng phạm thế nào đó rất nguy hiểm các bạn. Nguyên một cái nhóm tấn công vào Quỹ Hằng Hữu, tấn công vào Đại Nam, tấn công vào chị Hằng, thì có những người liên quan giống như chú Sĩ và Hằng Ni đã bị bắt rồi. Thì mở rộng điều tra ra thì người ta sẽ điều tra tiếp. Và những cái lá đơn kiện nhau bây giờ người ta sẽ giải quyết hết. Từ cái chỗ đó mà tôi nghĩ rằng á, là cái vụ án của chị Hằng có thể là im lặng, drama im lặng. Im lặng để làm gì? Để cho có tịch đục địch. À, hai người, một ta và một họ. Rồi, anh Bình Lê biết sao nói với em nghe anh. Bây giờ mà tôi nói các bạn ha, không, cái vụ phạt là phạt rồi, nhưng vẫn có kiện khác, cái vụ khác nữa. Chị Lê Ngọc Hạnh lên mạng tìm hiểu giùm em nha. Em cũng tìm hiểu cả ngày hôm nay rồi. Như vậy là hai YouTuber, không biết là có cái chị Lan này trong này không, mà nghe mọi người bảo rằng chị đã bị khóa mỏm luôn rồi. Giống như viết cái bản cam kết, bản cam kết của Trần Thị Hồng Thanh đó, à, tôi không có xúc phạm danh dự về chị Hằng nữa. Nếu tôi xúc phạm tôi bị cái ABC đó, đó. Từ cái chỗ đó mà chị này đã chạy qua bên drama của Thiền Am. Mà chị đâu drama Thiền Am thì dính thêm cái post. Dính thêm cái post là cái gì? Là nộp đơn kiện công an Nguyễn Đức Hòa tận viện kiểm soát nhân dân tối cao ở Hà Nội và lợi dụng bàn tay của YouTuber Diệp Đậu. Các anh chị, tôi đã nói các anh chị rồi, trời cho thì không thấy mà trời lấy thì không hay. Tôi nói các anh chị tưởng các anh chị nói chuyện rất mất đạo đức với chị Hằng, thì các anh chị tắt kênh YouTube, các anh chị trốn ở chỗ khác, anh không sao hả? Đừng có hòng. Riêng cái trường hợp có Phan Phong TV thì tự nhiên trên trời rơi xuống một cái ông nào đó được xem là cha nuôi, là một người cư sĩ rất là tội nghiệp các bạn. À, anh này đã bảo rằng là cho bên phía Phan Phong này mượn 530 triệu mà không có trả. Do đó là lên báo luôn. Đây, thấy không? Lên báo nè. Đó, lên báo luôn nè các bạn. Ai đó đã bị phạt 7 triệu rưỡi rồi là coi như là chấm dứt rồi đó. Chấm dứt drama rồi đó, làm cái chủ đề khác đi. Không thể làm cái chủ đề này được nữa đâu. À, chúng ta không phải có cái sự cam kết của chúng ta với cái cơ quan chức năng. Chứ không phải là gì mà không phải là chúng ta ấy. Đó là đi sao, tại sao bây giờ cãi miệng. Cãi miệng Trần Thị Hồng Thanh ha, ra một cái lời nào đó mà nói bị chị Hằng coi dám không? Các bạn bấm đi. Long Ngô bị kiện thì nó sẽ ra cái câu chuyện của chị Việt Hà. Mà cái câu chuyện của chị Việt Hà đó là ghê gớm lắm.
Đây, vào ngày 11 tháng 3 năm 2023 nè, Công an tiếp nhận bằng chứng tố cáo YouTuber Long Ngô nè, đó là cái sự việc thì phải phạt 7 triệu rưỡi đã qua rồi. Tuy nhiên tôi nói các bạn á, là người ta vẫn Công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc bằng nhận bằng chứng của bà Trương Thị Việt Hà đó. Chị Lê Ngọc Hạnh coi nha, bởi vì nhầm khi ghê lắm, đã nhận đơn tố giác rồi là phải thực hiện thôi. Mặc dù trước đó đó là cái anh Long Ngô này đã phạt 7 triệu rưỡi rồi, nhưng mà đâu được. Chúng ta đã tôi nói các bạn rồi, dĩ hòa thì dĩ quý. Chúng ta vì binh vực ai một cách bất chấp mà chúng ta lên trên mạng chúng ta chửi người ta, xúc phạm người ta, chúng ta phải chịu. Còn cái trường hợp của Phan Thông TV, tôi vẫn có quyền nghi ngờ anh này. Và với vai trò tôi là một người YouTuber, tôi có quyền lên tiếng nói để cảnh giác mọi người khác. Cái sự việc có mượn tiền hay là không, anh phải lên trên mạng anh nói. Báo đã đăng như vậy rồi thì tôi cũng không có vấn đề gì về cái vấn đề mà tôi đưa cái vấn đề tôi nói các bạn là cái tin tức mà cảm thấy là xúc phạm danh dự Phan Phong thế nào đó, không có vấn đề đó. Tại vì tôi vẫn có cái bằng chứng và chứng cứ rằng báo đã lên như vậy thì tôi cũng yêu cầu anh này phải lên trên mạng phải trả lời khán giả rằng có hay là không là được. Mà anh này không trả lời thì tôi cứ đơn tôi nói hoài như vậy đó. Ok chưa? Đó, tự nhiên cái oxy của người ta giúp người dân. Không lẽ cả trăm cả ngàn bác sĩ không biết á, là oxy 93% là oxy công nghiệp, còn 99,99% là oxy y tế. Các bạn thấy mà cái thằng Phan Phong này nó lại bảo rằng á, là oxy 93% là tốt, còn 99,99% là không tốt cho người nghèo, không tốt cho người bệnh. Các bạn thấy không? Rõ ràng nó đang đánh cháo khái niệm một cách trơ trẽn mà các bạn ủng hộ đó. Tôi nhắc khán giả Trí Trần một lần nữa và một khán giả gì bùi gì đó ha. Thích thì vào đây nghe, không thích thì đã bấm nét. Chứ đừng để tôi đưa lên trên kênh YouTube kỳ lắm nha. Khán giả có những lời lẽ phải nói là vô phản biện, ok. Thì tôi góp ý, tôi rất cảm ơn. Còn phản biện với những lời lẽ xúc phạm thì tôi mời ra khỏi kênh. Cái sức chịu đựng có giới hạn thôi nhé. Vô chửi tôi thế này, thế kia, thế nọ, rồi bấm cười ha ha hi hi. Ủa cái này đâu phải là chuyện đơn giỡn chơi. Cái này là cái chuyện mà nói kỳ cuộc chiến pháp lý và xúc phạm danh dự người ta trên không gian mạng. Đâu phải chuyện đồ chơi để mà các anh chị lên, các anh chị thích nói người này nói người kia nói à. Đó, các anh chị nhắn vào cái đường link mà tôi đang mới ra đó, là cái ngày 11 tháng 3 năm 2023 đó là mới nhất đó. Còn cái hôm mà ông Long Ngô ổng có những lời lẽ xúc phạm mà chị Việt Hà đó, là cái đó là tháng 11 rồi. Bà Hà tố ông Ngô Thanh Long có 10 buổi live stream trực tiếp xúc phạm bôi nhọ vu khống bà. Coi chừng kiện luôn tôi không chừng các bạn. Kiện luôn tôi thì tôi nói tôi thấy chị này chụp hình chung với Nguyễn Tiến Dũng. Tôi đưa cái hình đó cho cơ quan chức năng bảo tôi thấy chị này chụp như vậy nè. Chỗ đó là tôi lên cảnh giác mọi người. Cái gì việc mà chụp chung với cái thành phần bất hảo như vậy đúng hay là sai? Tôi cũng có cách nói tôi hết trơn các bạn. Tôi suy nghĩ hết trơn rồi. Tôi suy nghĩ những cái hậu quả mà tôi có thể gánh được trong tương lai. Chứ không phải là tôi không phải lên trên mạng muốn nói cái gì nói cho các bạn. Không, bây giờ tiền rất khó kiếm mà. Bị phạt 7 triệu rưỡi là coi như là treo cầu luôn các bạn. Lần sau là gia nhập đội Juventus. Đó, để nói sách có chứng các bạn chờ tôi một tí nha. Để khi mà chị Việt Hà chỉ giờ chỉ kiện tôi cái chết luôn à. Còn đây á, là Nguyễn Hồng Sơn đây, ở Sơn Nguyễn đây. Đây, thằng này là phản động nè. Ông này chụp chung nè, mà áo không chung hường cùng cặp nữa. Có phải họ chung một nhóm mà chung một cái tổ chức gì không? Thì để cơ quan chức năng người ta điều tra, do đó tôi có quyền lên trên mạng cảnh giác. Và kêu gọi mọi người có biết hai cái người này không? Cái thằng này là thằng phản động nè. Chống phản động là nhiệm vụ của mọi người dân, chứ không phải riêng bản thân tôi. Đó, nè, nó đi vào thiền am nè. Các bạn thấy không? Nó vừa chống chị Hằng mà nó vừa đi vào thiền am nữa, thì các bạn thấy nó như thế nào? Thấy không? Vào chùa mà đội nón là thấy quê rồi đó.
Thì tôi nói các bạn rồi, toàn bộ trong cái drama này chỉ dính với chữ tiền mà thôi. Nó yêu thương ai? Vẫn biết đã có kết quả ADN của người Thiền Nam rồi mà chúng nó vẫn còn ha cãi chơi cãi biến, thì tôi còn biết rồi. Thương yêu gì ai trong trong cuộc đời này? Tôi thương không thương thì thôi, chứ những cái người này thương cái gì mà thương? Giả bộ bám vào chị Hằng để kêu gọi tiền, rồi giả bộ bám vào Thiền Nam kêu gọi tiền, cái thương cái gì? Thương tiền á. Mà tôi bất ngờ nhất ở đây á là cái trường hợp những cái người bị hại trong câu chuyện gì Hà chị Hằng á, là họ đi chơi với nhau. Họ đi chơi với nhau, họ làm từ thiện với nhau, mà trong đó có Quỷ Tiến Dũng làm từ thiện trong đó nữa. Ghê lắm. Tôi nói các bạn ghê lắm. Phía sau lưng của những người này tôi nghĩ là có một thế lực nào đó đó ghê gớm lắm các bạn ơi, chứ không phải gì dẫn chơi đâu. Đâu rồi, để tôi kiếm cái hình mà chị Việt Hà chụp chung với Nguyễn Tiến Dũng đâu rồi. Tôi có hết nha các bạn. Có hết trong hay không có đâu. Thôi, 1 giờ 5 phút rồi, tới giờ đi làm rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những chương trình livestream tiếp theo nha các bạn. Đây. Nguyễn Tiến Dũng chụp chung với ai nè? Này là ai vậy? Phải Trương Quốc Huy không? Này phải Lâm Lộc không? Còn nói cái gì nữa mà không phản động? Ok, một lần nữa xin cảm ơn và tâm chào tất cả mọi người đến buổi livestream này. Như vậy là đã có một YouTuber đã bị khóa mỏm rồi các bạn. Một về bên ta hay là bên địch. Thôi thì ai suy nghĩ sao suy nghĩ, tôi thì tôi nói các bạn rồi. Có sai thì phải sửa. Giống như trường hợp của chị Hằng á, đã có sửa rồi đó. À, 16 tháng rồi chứ ít đâu. Còn chừng chiều nay có thông báo mới các bạn. Đấy, thôi chúng ta sẽ chờ đợi với đầu tháng 8 nữa làm sao. Tại vì theo quy định của pháp luật thì Viện Kiểm sát nhận hồ sơ thì trong vòng 2 tháng phải trả lời kết quả. Còn tòa án thì trả lời 1 tháng, mà qua 1 tháng rồi tòa án không trả lời thì chúng ta chờ tới cái tiếp theo là Viện Kiểm sát thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Một lần nữa xin cảm ơn, tạm chào cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye.